À, ta sang cái nội dung của cái câu hỏi thứ tư trong cái bài 12 chương 3 nói về điện trường này. Đây là một cái bài toán mà thầy lấy ra từ cái cũng cái sách bài tập vật lý lớp 11 trong những cái năm trước. Một quả cầu nhỏ tích điện có cái khối lượng là 0,1 gam. Có cái khối lượng là 0,1 gam. Được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh. Trong một điện trường đều có cái phương nằm ngang, trong một điện trường đều có cái phương nằm ngang và có cái độ lớn á, có cái độ lớn á là 10 mũ 3 vôn trên mét. Độ lớn là 10 mũ 3 vôn trên mét. Khi mà cái hệ lực cân bằng á thì cái dây treo nó hợp với phương thẳng đứng một góc là 10 độ. Cái góc alpha này là bằng 10 độ. Người ta cho cái gia tốc trọng trường nó là 10 mét trên giây bình phương. Cái yêu cầu của bài toán là tính điện tích Q của quả cầu. Cái điện tích Q của quả cầu là bằng bao nhiêu? Chỉ có vậy thôi. Thì ở đây á, các em thấy như thế này, khi mà cái quả cầu này á, nhớ là cái quả cầu này nó mang điện, quả cầu này nó mang điện và cái quả cầu này nó cũng có cái khối lượng, dù rất nhỏ khối lượng của nó là 0,1 gram thôi. Thì nó đặt trong vùng không gian có cái điện trường nằm theo phương ngang và có cái độ lớn á, là 1.000 vôn trên mét. Nó làm cho cái khi mà cái hệ nó cân bằng á, thì cái dây treo này nó hợp với phương thẳng đứng á, cái góc alpha này là bằng 10 độ. Người ta yêu cầu mình tính cái điện tích Q. Như vậy thì cũng như là cái bài toán trên, trước hết ta xem thử là khi hệ cân bằng hay là khi vật cân bằng, thấy không? Khi vật cân bằng thì M quả cầu đó, quả cầu M chịu tác dụng của các lực. Cái thứ nhất đó là các em biết là trọng lượng B phở hướng thẳng xuống mặt đất. Trọng lượng B phở hướng thẳng xuống mặt đất. Đúng không? Rồi. Cái thứ hai nữa các em biết là cái sợi dây treo nó sẽ chịu một cái sức căng là T. Và cái thứ ba nữa là cái lực điện trường. Cái lực điện trường này là F bằng Q QE, nó sẽ kéo cái vật đi theo về về phía 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 này. Như vậy thì cái đây là cái lực F, lực điện trường đây phía này. Đó là F bằng QE đây. Đấy. Thì như vậy thì thầy sẽ viết ra đây là B phở cộng với T cộng với F là bằng triệt tiêu. Cái đây là Newton một, đúng không? Khi mà cái hệ cái vật nó cân bằng á thì nó chịu tác dụng của một cái hệ lực cân bằng, tức là tổng các cái lực mà tác dụng vào cái quả cầu này triệt triệt tiêu. Rồi thì cái này thì nó quá quen thuộc rồi. Các em đặt cho cái đẳng thức này là cái đẳng thức 1. Đẳng thức này là đặt cái đẳng thức 1. Rồi các em áp vào cái hệ trục tọa độ. Ở đây thì vẽ cái phông màu nha. Các em áp cái hệ trục tọa độ vuông góc và các em lấy cái quả cầu này làm góc tọa độ luôn. Ở đây thầy sẽ chọn là cái trục tung á, là OI á, nó hướng xuống dưới luôn. Cái chiều dương nó hướng xuống luôn. Cái chỗ này là mình cho là ô nha, mình cho nó là ô đi, mình cho nó là điểm ô đi, và cái trục hoành của nó là ở đây, trục hoành của nó là ô ích trên. Thầy dùng cái phông màu khác đó là như vậy đó.
đây cái trục x đây, và đây là cái lực F, F bằng QE đó. Như vậy thì ta chiếu cái hệ thức một này nè, ta chiếu cái hệ thức một này lên cái trục O, lên cái trục OX. Thì như vậy thì nếu mà chiếu lên cái trục OX á, thì cái thành phần B bằng MG này nó sẽ triệt tiêu đi. Còn lại T, T thì các em biết là cái góc này là alpha, thì cái góc này cũng là alpha, đúng không? À, so lên trong. Thì như vậy thì ta có là khi mà chiếu cái sức căng T này mà lên trục hoành á, thì T nó sẽ âm. Ta đặt cái dấu trường trước đi, trừ cho T nhân với gì? À, cái đoạn này tức là độ dài bổ cạnh cái vuông mà tích số cạnh quyền nhân với là sin góc đối, tức là T sin alpha, đúng không? Rồi F, F thì nó hoàn toàn là nằm về phía dương, và F nó là QE thôi, F nó là QE thôi, à, và bằng bằng không. À, từ đây các em có thể suy ra được là T sin alpha bằng QE, và các em cho nó là cái đẳng thức 1. Rồi, các em chiếu cái phương trình 1 nó lên cái trục OI, thì các em sẽ có gì? Chiếu lên cái trục OI á, thì cái B phở này bằng MG này nó hoàn toàn vuông, do đó các em viết là MG. T, T dĩ nhiên là nó âm rồi, T là cái đoạn này, T là cái đoạn này, nó là bằng trừ T cos alpha, trừ T cos alpha. Các em cẩn thận trong cái lúc mà chiếu lên các cái trục hoành và trục tung nha, cái lúc nào nó dương, cái lúc nào nó âm, rất là cẩn thận nha. À, T là bằng trừ T cos alpha, còn F, F thì dĩ nhiên nó triệt tiêu rồi, tức là mình đang chiếu về lên cái phương thẳng đứng này nè, thì cái lực F nó triệt tiêu, và như vậy thì mình nhanh chóng cho cái này bằng không. Cho cái này bằng không như vậy thì thầy sẽ đưa ra là T cos alpha, T cos alpha nó sẽ bằng MG, nó sẽ bằng MG. À, T cos alpha nó bằng MG, và cái này thầy cho là 2. Như vậy thì T sin là 1, T cos là 2. Như vậy thì thầy lấy 1 thì chia cho 2, thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là T sin chia cho T cos, sin chia cho cos sẽ là bằng tan. À, T sin là trên nó là QE, chia cho dưới là T cos thì nó là MG, đúng không? Như vậy thì cái góc alpha là người ta cho nó là 10 độ rồi. Như vậy thì tan của 10 độ nè bằng Q. À, Q là người ta yêu cầu mình tính nha, Q nhân với lại E, E ở đây là 10 mũ 3, à, chia cho M, M ở đây là 0.1, như vậy các em đổi ra là 10 thì trừ 4 ký nha, à, G là bằng 10. À, à, cái này là cái cách tốt nhất là các em để cái ở đây người ta không có nói là cái electron hay là cái gì, như vậy thì các em để là Q trong cái dấu giá trị tuyệt đối cho thầy, cho nó chắc ăn. Như vậy thì từ đây các em suy ra là cái độ lớn của cái điện tích Q này nè, à, nó sẽ là bằng gì? Rất đơn giản thôi, 10 lũy thừa trừ 4 còn lại là 10 lũy thừa trừ 3, 10 lũy thừa trừ 3 này nhân với lại tan 10 độ nè, rồi chia cho 10 mũ 3 thì nó sẽ ra là bao nhiêu? Ở đây thầy tính ra là Q này nó là bằng 1.76, 1.76 nhân cho 10 mũ trừ 7, nhân cho 10 mũ trừ 7 coulomb. À, cái độ lớn thôi nha, cái độ lớn của cái điện tích này là 1.67, 1.76 nhân cho 10 mũ trừ 7 coulomb. Và cái bài toán của chúng ta nó cũng kết thúc luôn tại đây. À, như vậy thì các em thấy rằng so với lại cái bài toán trước thì cái bài toán này nó đơn giản hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái cường độ điện trường này á, là người ta cho nó là 1000V/m, nhưng mà nó nằm ở phương ngang, nó nằm ở phương ngang, chứ nó không phải nằm ở cái phương mà đi xuống, nhưng mà hợp với một cái phương thẳng đứng là một góc 60 độ như cái bài trước.
Thành thử ra cái bài này nó rất là đơn giản. Ở đây thì chỉ nói như vậy thôi, các em dễ dàng mà tiếp thu. Ta sang qua cái bài thứ 5.